Chào các bạn đến với kênh Nguyễn Nguyên Đốc nhé. Hôm nay mình cùng người yêu sắc sắc và bò xào bò các bạn. Bò xào dưa leo các bạn. Có con cún con của mình đó nè. Nó lại đã phá kìa. Gặp mình bị quấn te tua rồi, còn cún con không bị quấn. Con phèn của mình đó. Nó lại đã phá kìa. Gõ cái nhẹ nó đi em. Chưa có ăn được mà phá nè. Cái mùi cái chạy lại à. Đừng cho nó vô đó. Thành viên mới trong nhà, trong gia đình nè. Em chú em nấu bằng cái rổ đó em. Đủ hành, nay có đủ củ hành nè. Ra cái gì mà ra? Thèn nó giỡn kìa. Nó cắn anh em ơi. Bây giờ nó cắn anh em ơi. Đau. Đau nè Phan. Để này xuống em làm đi. Anh xử tội nó mới được. Im đi, không có khá nữa hết. Nè mời, nó đi mà. Nó nằm nó đi mà.
Mà xuống nằm ngủ này không? Này là ngủ đi. Nằm xuống. Ngủ đi. Không có quậy nữa. Rồi ngủ đi. Giờ mày luôn, quá rồi luôn. Chào, nhẹ thôi. Nằm yên chưa? Cắn luôn. Kỳ hả? Kỳ hả? Rồi nằm yên rồi. Em thắng cái giỏ lên lắp, nó xả cái im luôn rồi. Còn dạ dở nữa kìa. Bò xào dưa leo. Củ hành nè, củ hành sắc được. Còn cái lã này hả? Chạy đi. Nó phá lã đi. Chưa em đi bằng rác luôn. Đi không được, đi em đi xịt tà cũng cũng ráng rồi xuống nữa. Hả? Cũng ráng đi xuống nữa, ra đây nè, ra nào một chút. Nó lại đợi đi. Nó xuống kìa. Kìa. Không dữ không? Nhỏ lên xuống rồi mà. Tiền của anh, em ăn hết tiền của anh. Sao khóa nữa kìa. Kệ đi. Không sao. Để em bắt nó lên, để nó dính nó ướt. Nó yếu, còn nhỏ, còn yếu mà. Nó cứ lên, nó ướt không à. Lạnh xong. Đi. Để vô. Mình làm một món mà ăn cái hết đi. Mình chưa mình tính sao?
Rồi để lại gốc đi. Nhanh mà. Rồi. Rửa rồi đó. Chút rửa lại, chút rửa cho. Rồi sao? Rồi ướt luôn rồi, ướt cái chân luôn rồi. Ướt cái chân nó luôn nè. Ướt rồi, 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 ướt bò đó la tự tự xuống đó, ướp là la trợt à chưa mấy nữa anh làm đi có rồi có làm giờ ai là xuống đó là nó văng mặt anh luôn. Nhảm lửa luôn, tắt lửa, tắt lửa, tắt lửa luôn. Để răng này nó cái gì á. Trộn lên rồi, nó nóng rồi, xong phải bỏ vô. Bò xào chất lượng bò, bò quá trời luôn. Rồi, bỏ rau vô. Bỏ sôi rồi các bạn. Bỏ chín rồi chứ. Bỏ dưa leo, cà chua vô. Cần tàu vô nữa. Rồi cái củ hầm vô nữa. Ê! Quên luôn. Có người quên củ hầm rồi. Mà xào chung với bò không kể không sao. Cũng chín rồi. Chín chứ. Đậy nắp lại, có cái nắp dưới á, nắp này nè. Thấy nắp. Em đi cái nữa. Rồi. Có lần rồi người ta niêm niêm mà đổ tay phải, đổ tay trái không nha. Sao có? Tay phải hả? Trái lại em quên. Đúng rồi, cái nước mắm cũng đổ bên trái. Em che cái màn hình của anh đây còn nói nữa. Có nước đường, có muối không em? Nước mắm rồi, chứ có muối đi. Rồi, ngon rồi. Ngon rồi. Ngon rồi. Còn thiếu cần tàu nữa. Ủa, em bỏ chung rồi hả? Chút mới bỏ. Cần tàu không? À, cảm thấy tưởng bỏ em bỏ chung rồi chứ. Đây, giờ chín rồi mà mình bỏ cần tàu cho các bạn. Cho thơm các bạn. Rồi, chất lượng xong rồi các bạn ơi, hoàn thành rồi. Đào đũa em đậy đậy hầm lại cái là ok rồi. Để em chín sôi sôi cái ok ngon ạ. Thôi xin chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh Nguyễn Vlog nhé.